Giả Phương vẫn cần Trần Giang trên con đường sự nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về việc diễn những phân đoạn tình tứ với bạn diễn khác mà có Trần Giang chứng kiến, Giả Phương đã chia sẻ rằng, khi làm việc tôi tập trung rất cao độ, do đó nếu quay đoạn ôm hôn bạn diễn mà có bạn trai đứng trước mặt, thì có là thần thánh cũng không diễn được. Tôi sẽ bị phân tâm ngay lập tức, tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ ghen tuông trong tình huống này. Ngoài ra, giải thích cho việc Trường Giang không ít lần nhắc tên mình trên sóng truyền hình các show thực tế, nữ diễn viên chính ít tỏ ra khá không hài lòng. Tôi rất nỗ lực để đóng phim, nên chỉ muốn khán giả nhớ đến mình qua các vai diễn, chứ không phải chuyện tình yêu. Nếu mọi người bàn tán quá nhiều về đó, tôi sẽ rất buồn. Điều này cho thấy ngôi sao châu Á đang thực sự muốn khẳng định tài năng của mình mà không cần đến bệ phóng là bạn trai. Tuy nhiên, xem ra dù có nỗ lực như nào thì Nhã Phương cũng sẽ khó tránh khỏi những lời đồn đại tình cảm trên con đường phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Đặc biệt là khi Nhã Phương cho đến thời điểm này vẫn được Donny đóng giày cho những thể loại phim tình cảm lãng mạn như Jibbo, Mù Tạt và Em, Tuổi Thanh Xuân. Điều này khiến dù đã có bạn trai trong nghề nhưng Nhã Phương vẫn phải thường xuyên thể hiện những cử chỉ hành động thân mật với bạn diễn khác giới. Như trong Tuổi Thanh Xuân 2 sắp phát sóng tới đây, khán giả sẽ được thấy nhiều hơn những cảnh khóa môi ngọt ngào giữa Nhã Phương và anh chàng hot boy điển trai Kang Tae-o. Nói về những phân đoạn tình cảm đó, Nhã Phương cười và chia sẻ rằng cô và Kang Tae-o đã hôn nhau rất nhiều lần mới nhận được sự gật đầu của đạo diễn. Có nụ hôn, cả hai phải quay liên tục trong 30 phút. Một nụ hôn kéo dài 30 phút chắc hẳn sẽ khiến không chỉ khán giả mà cả bạn trai Trường Giang của cô dù không muốn can thiệp nhưng cũng không thể không bận tâm. Rồi những nghi án tình cảm giữa nữ diễn viên xinh đẹp và bạn diễn lại nổi lên, mà ít nhất trong thời điểm hiện tại, bất cứ nghi án tình cảm nào của Nhã Phương đều ắt sẽ có Trường Giang góp mặt. Việc vừa đẩy bạn trai ra khỏi những khoảnh khắc ngọt ngào của mình với người đàn ông khác, sau đó lại khéo léo gây sự chú ý để kéo bạn trai của mình vào như thế, xem ra sẽ khó lòng giúp Nhã Phương có thể rạch ròi chuyện tình cảm với công việc như điều cô mong muốn trong bài phỏng vấn kia. Bởi vậy, mới thấy dù luôn nói không muốn dùng tình cảm để đánh bóng tên tuổi, không để chuyện tình cảm xen quá nhiều vào công việc, nhưng có vẻ Nhã Phương vẫn chưa đủ tự tin để đứng trên đỉnh vinh quang một mình mà không cần đến sự trợ giúp của Trường Giang.